Hello bà con, bên em còn quá trời xe luôn, chờ anh em mình ha. Giá dao động từ 100 cho đến 800-900. Số sàn, số tự động, 4 chỗ, 5 chỗ, 7 chỗ, rất nhiều anh chị ha. Đây là Rover của anh ha anh chị ha, xe mình đang đi. Anh em là thích mẫu này thì liên hệ cho mình ha. Riêng về những dòng xe sang thì bên mình còn Rover nè, Evoque, em này đời 2011 của anh ha anh chị ha, chạy rất là sướng. 850 ha. BMW 2015 320 độ full đồ chơi, em bán 850. Đó. Và ngầm 790 anh chị ha. Xe này 850 nè, BMW 79, BMW đang ở bãi dưới. Và còn Mercedes 200 2010. Xe nhầm, xe 200 2007 anh chị ha, xe đẹp full đồ chơi, máy xuống riêng luôn. Đó, mẹ tới em bán 290 ha. Đó, ngoài ra đang cập nhật số mẫu xe đây cho anh em nắm giá nè. Gen GX nè. Gen GX này cửa sổ trời, số tự động, màn hình Android luôn. Xe này để anh em mình 205 triệu. Crew 245 211 bản LT 1.8, ai còn 120 tự động nhập 93 ha anh chị ha. Get 202 triệu nè. Get này 202 triệu số tự động đời 2009 nè. Innova 2007 để anh em mình 179 triệu. Form rất là đẹp anh chị ha. Civic tự động 2007 cửa sổ trời bản 2.0 để anh em mình là 265 triệu ha. Genca 2009 để anh em mình 120. Lacity 2007 để anh em mình 140. Vios mới về chưa quay chi tiết anh em ha. Vios này để anh em mình 165. Vios 165 đời 2009 anh chị ha. 2009 máy 1.5 nha. Còn nhiều xe chờ anh chị bà con mình ha, qua lựa chọn chạy thử thoải mái nha. Rất là nhiều, đủ màu đủ dòng luôn. Đó. Phía trong đây còn Nubiga nữa nè, Nubiga cỏ 70 triệu. Karen nữa nè. Karen này để anh em mình 198 triệu ha anh em ha. Đó. Avante, Crew, Camry, Spark. Quá trời luôn, anh em qua lựa ha. Avante để anh em mình 265, Crew 245. Hai con. Có xanh, có đen, đủ màu hết. Đó. Camry, Camry Mỹ, Camry Úc. Camry này 386 nè. Morning này 145 nè anh chị ha. Innova. Đó, Camry này 375 của Úc nè anh chị. Spark 155. Lacity 240 tự động. Đó. Anh em qua chọn lựa. Chạy thử thoải mái vô tư ha. Còn rất là nhiều xe chờ anh em bà con mình. Rồi, cảm ơn anh em này chưa đăng ký kênh, vui lòng bấm đăng ký để cập nhật nhiều video hơn nha. Em chào bà con ạ.